Vào chiều ngày 17 tháng 6, giám đốc điều hành của Meta là Mark Zuckerberg đã có một cuộc thảo luận với Eva Chen, là giám đốc thời trang của Instagram và xác nhận mối quan hệ hợp tác với ba thương hiệu thời trang lớn là Balenciaga, Prada và Thom Browne trong nỗ lực mở bán avatar mang tính biểu tượng. Trong buổi live, Zuckerberg đã nhấn mạnh rằng: "Tôi thật sự biết ơn và tự hào về những thương hiệu đang hợp tác cùng chúng tôi để khởi động mảng thời trang trong Metaverse. Tính năng này sẽ xuất hiện trên Instagram, Facebook và Messenger trong những tháng tới. Trên Instagram, người dùng đã có thể tạo ảnh đại diện kỹ thuật số cho mình. Các mặt hàng được bán trong Avatar Store sẽ dao động từ $2.99 đến $8.99. Hiện tại, Meta đang cung cấp hơn 100 bộ cánh avatar miễn phí trên nền tảng và hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán. Mặc dù thị trường đang chuyển biến xấu, giá sàn của NFT cũng lao dốc theo. Kể cả hàng top bộ sưu tập NFT thời đại cũng phải khuất phục lao vào cú trượt dài. Tuy nhiên, doanh số bán hàng vẫn là một con số vụt sáng và nhiều ông lớn vẫn tích cực bắt đáy."